Thưa quý thính giả, đơn mà tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bị trả lại cho đương đơn. Tiến sĩ Hà Vũ cũng đã gửi khiếu nại lên chánh án Tòa án thành phố Hà Nội. Đơn khiếu nại cũng đã được trả lời. Ông Hà Vũ phát biểu, ngụ ý tại Việt Nam, một đơn kiện chưa hẳn được giải quyết thuần túy pháp lý, mà còn phụ thuộc vào các yếu tố mang tính chính trị. Thiện Giao phỏng vấn tiến sĩ của Huy Hà Vũ và trước tiên được ông Vũ giải thích về sự khác nhau giữa việc trả lại đơn kiện và bác đơn kiện mà ông cho rằng báo chí dùng sai chữ. Nói cho đúng ấy, thì là ông chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Sơn ngày 19 tháng 6 đã ra một cái quyết định có cái tiêu đề là quyết định giải quyết khiếu nại của ông Cù Huy Hà Vũ về việc trả lại đơn khởi kiện. Nguyên văn của cái quyết định nó là như thế, nhưng mà một số báo khi đưa tin lại có một cái sự nhầm lẫn giữa cái việc trả lại đơn khởi kiện và việc bác đơn khởi kiện. Trả lại đơn khởi kiện là gì? Là tòa án thấy họ không đủ cái điều kiện, hoặc là cái đơn của tôi không đủ cái điều kiện pháp lý để mà họ thụ lý, thì họ trả lại cái đơn khởi kiện. Còn bác đơn thì cái từ này chỉ được sử dụng trong trường hợp đơn khởi kiện của tôi được tòa thụ lý và vụ án đưa ra xét xử, thì tại cái phiên tòa xét xử đó thì tòa nếu thấy những cái lập luận của tôi trong cái việc kiện thủ tướng là không đúng pháp luật đấy, thì lúc đó trong cái phiên tòa đó hội đồng xét xử mới có thể bác đơn của tôi. Còn đây là Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội thấy họ không có cái đủ cái căn cứ pháp lý để thụ lý cái đơn của tôi, thành ra là họ trả lại đơn tôi. Vâng, thưa tiến sĩ, ông có nhắc đến một cái ý là đáp ứng điều kiện pháp lý. Như vậy thì xin hỏi ông có hài lòng với lý do mà tòa án đưa ra để trả lại đơn khởi kiện của ông không ạ? Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi cần phải dẫn giải cái thông báo của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã gửi cho tôi vào ngày 15 tháng 6. Tôi đọc nguyên văn, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội thấy, theo quy định tại Điều 12 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, thì tòa án chỉ có thẩm quyền giải quyết đối với những khiếu kiện, quyết định hành chính, hành vi hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ và cấp tương đương trở xuống và quyết định hành chính, hành vi hành chính của thủ trưởng các cơ quan đó. Do đó, việc ông, tức Cục Hà Vũ, khởi kiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án bằng vụ án hành chính. Cho nên, căn cứ vào điểm D khoản 1 điều 41 pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, Tòa hành chính Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo đơn và thông báo cho ông được biết. Hết câu trích. Thì như vậy là cái lý do mà Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội không thụ lý đơn khởi kiện của tôi là vì họ cho rằng tòa án cấp tỉnh, thành phố nói chung, hay trong trường hợp này là tòa án thành phố Hà Nội nói riêng, chỉ có thẩm quyền thụ lý các vụ kiện cấp bộ trưởng trở xuống. Còn đây là đơn tôi kiện thủ tướng thì đương nhiên là không thuộc thẩm quyền của tòa án Hà Nội. Tôi đã làm đơn khiếu nại về cái báo trả lại đơn khởi kiện này và gửi cho ông chánh án. Lẽ ra tòa phải chỉ ra cái tòa án nào ở Việt Nam có thẩm quyền thụ lý đơn khởi kiện thủ tướng của tôi, thì chức năng hướng dẫn cho cái người khởi kiện lại thì tòa án Hà Nội đã không làm. Cái điều quan trọng là cuối cùng ông cũng đã có một câu trả lời, và cách trả lời như vậy trong một lần phỏng vấn với ông đó, ông có nói như vậy là cũng là nhanh. Ông có nghĩ rằng một câu trả lời như vậy đối với một vụ mà người ta cho rằng chưa từng có tiền lệ là có một ý nghĩa nào không ạ? Một mặt thì tôi dựa vào pháp luật để đưa đơn khởi kiện về những cái hành vi mà gây tổn hại cho đất nước, mà trong trường hợp này là cái định 167 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho phép khai thác bauxit tại Tây Nguyên. Nhưng mặt khác tôi cũng hiểu rằng là ở Việt Nam bộ máy quyền lực ấy, thì họ dường như họ coi cái việc pháp luật chỉ áp dụng cho người dân là chính, chứ không phải cho chính quyền, đặc biệt lại càng không bao giờ áp dụng các nhà lãnh đạo của Việt Nam. Tôi mường tượng là họ cho rằng là đây như là một hành vi phạm thượng không thể có được ở trong nước hiện giờ là dưới sự lãnh đạo của một đảng duy nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam, và khi bộ máy nhà nước từ trước tới nay vẫn được coi như là một cái giai tầng không thể đụng chạm đến. Vâng. Thưa câu hỏi cuối cùng dành cho ông thưa tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, khi mà ông nộp đơn kiện đó
theo chỗ chúng tôi biết và dựa trên những tờ báo trong nước mà chúng tôi được đọc thì chúng tôi không thấy có tin về việc ông nộp đơn kiện, nhưng mà rồi khi mà tin về đơn kiện không được bị trả lại đó thì tin rất là nhiều. Ông có nhận xét gì về hiện tượng này ạ? Đây là một cái vấn đề rất là thú vị, không những về khía cạnh pháp lý mà trước hết về khía cạnh xã hội và chính trị. Mặc dù không có một cái tờ báo nào do nhà nước quản lý đăng một nửa chữ về cái việc tôi khởi kiện thủ tướng, thì có thể nói dân từ vùng sâu vùng xa đều biết đến cái chuyện tôi khởi kiện thủ tướng. Bởi vì sao? Bởi vì bên cạnh bộ truyền thông do nhà nước quản lý thì hiện nay Internet với các trang thông tin điện tử phi chính phủ cũng như các hãng thông tấn nước ngoài đưa tin những người dân Việt Nam ở trong nước Việt Nam để có thể nắm được cái việc tôi khởi kiện mà không cần thông qua báo chí của nhà nước. Vậy thì chính phủ Việt Nam thấy rằng đây là một cái bài học nhãn tiền cho thấy không phải cứ im đi là người dân ở trong Việt Nam không biết tí gì. Và qua cái việc này thì chính phủ chột dạ và thấy rằng mình không lên tiếng là một cái điều vô cùng thiệt thòi cho chính. Tức là mình đã nhường toàn bộ sân chơi cho thông tin hay là truyền thông phi nhà nước, phi chính thống và cho các hãng thông tấn nước ngoài. Vâng, xin cảm ơn thời gian mà tiến sĩ đã dành cho đài chúng tôi ạ.